Dạ, kính thưa quý vị, xin mến chào quý vị ha. Chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thân công việc ha. Quý vị là xem nhớ đăng ký không chung gặp nhật những video tiếp theo. Thì nay bên Vũ tiếp tục về một số khoai mai vàng, khoai mai tới quý hụt chủ cho quý vị đi video này hay. Thì địa chỉ ở đây chợ gạo Tiền Giang ha quý vị. Thì giống như thường lệ ha, số điện thoại của anh Vũ mình cũng để trên video quý vị. Thì quý vị thậm chí xem cảm thấy cái nào, lô nào trực tiếp alo trực tiếp số điện thoại của anh ha quý vị. Để trao đổi giá cả ha quý vị. Thì địa chỉ chợ gạo Tiền Giang, cũng thay mặt ảnh cảm ơn quý vị đã ủng hộ những video trước đây. Rồi anh Vũ ơi, vô cây số 1 đây anh. Mà số 1 gồm 4 cây ha anh. Mà số 1 gồm 4 cây quý vị, mai vàng. Cho chiều cao với cây cao cây thấp đi anh. Chiều cao 50. Rồi. Cây thấp nhất. Nhất 18. Đó thấy rồi. Rồi hoàn thân từng cây đi anh. 21 đi. 19. Rồi. 20. Rồi. Cái này 22, 23 rồi. Luôn. Mấy cái này là siêu đế ha quý vị. Nói chung nhỏ nhỏ mà đế quý vị thấy ha. Về mình còn khai thác nữa. Mình sửa lại nữa ha quý vị. Mà số 1 có giá lên Vũ ơi. 4 cây này 1 triệu. Mà số 1 4 cây 1 triệu quý vị. Cũng hình thức bao phí ship quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Vì xem cảm thấy hợp nhãn lên như thương như sao alo trực tiếp anh Vũ vậy. Rồi, mà số 2 cũng gồm 4 cây luôn quý vị. Cây nào cũng lấy siêu cụ đế quý vị. Chiều cao 40. Cao 40. Cái lùng nhất là 12. 3 cây bằng nhau cái lùng quý vị. 20 hoành. Rồi. Cái này 19. Rồi. Cái này 22 quá. Rồi. Quý vị, cây cũ đặc đặc không ha. Để thải tứ diện hết luôn ha quý vị. Lật ha. Alo. Mà số 2 có giá luôn anh. Mà số 2 cũng triệu luôn. Rồi mà số 2 4 cây 1 triệu quý vị. Kéo bạn xích đóng. Mà số 3 trùng bonsai đa dạng quý vị. Cái này mua về ghép nuôi lại cũng được quý vị. Chiều cao 53, 53. Chiều cao 53 quý vị. Bốn cây này cũng đều đều hết. Ờ. Quỳnh 20 đi. 20. 19. Rồi. 23. Rồi. Mấy cây này cũng đế dữ lắm. Thì mấy cái này về quý vị trồng thả đất nuôi lại ha. Tương lai quý vị, mấy mai vàng. Chung là mua về mình ghép cũng được quý vị. Thì bên ảnh hiện tại cái mai vàng thì số lượng anh còn khá nhiều quý vị. Quý vị nào muốn mua cái giá sỉ lấy số lượng á thì anh để cái giá nói chung là tuyệt đối giá cực kỳ rẻ ha quý vị. Nhưng mà anh cũng quay lên hình thức cho quý vị biết ha. Giá luôn anh. Mà số 3 này cũng triệu luôn. 4 cây đó 1 triệu không quý vị. Vậy như bổ đồng 250 cây. Bao phí ship quý vị toàn quốc. Còn quý vị nào mua số lượng nói chung là từ 10 cây 20 cây trở lên á là anh để cái giá sỉ. Còn quý vị nào lấy số lượng nữa thì cái giá sỉ nữa ha quý vị. Như rẻ nữa. Tại cái số lượng anh cũng có vài trăm cây. Quý vị nào lấy số lượng nhiều cứ liên hệ với anh ha. Anh để cái giá nói chung là rất rẻ. Cái này chiều cao 68. Rồi. 47. Hoành 19 đi. Rồi. Rồi cây nào cũng 19 luôn. Rồi. Nói chung là ngang ngửa không quý vị. Quý vị nào thiện chí cứ liên hệ với số điện thoại như số Zalo anh ha để thêm thông tin ha. Cái này cũ không? Cái này quý vị thấy ha. Cây cành đều luôn á. Cây cành. Giá rất là rẻ không quý vị. 4 cây 1 triệu không quý vị. Giá rất rẻ. Bao ship toàn quốc. Giờ lên mã số 4 thôi kệ cái đó là mà giờ mã số 5 nè. Mã này mã số 5 nè. Ừ, tại đó nãy ghi lộn.
cái hình thức đó. Rồi mã số 5. Cây nào cũng đều đều hết. Chút lấy viết sửa lại mã số 5 chứ không có gì vậy. Chiều cao 61. Cao 61. Cây này 45 chiều cao đấy. Rồi. 19. Rồi 19. Cũ này. Cũ này tới 37 rồi. Nói cũ 37 không có gì. Chung mấy cái này là tầm 19 tới 20, 18 tới 20 đi ha. Cây nào nấy quý vị thấy cũ ha. Hoành dao động từ 18 tới 20 ha. Rồi 4 cây cũng là giá 1 triệu luôn ha anh. Rồi 4 cây cũng 1 triệu luôn. Rồi mã số 5, 4 cây cũng là 1 triệu luôn quý vị. Mã số 6 đúng rồi. Rồi mã số 7, 3 cây tầm cao, cây bonsai. Rồi chiều cao 65, cây cao. Cao 65 của gì? Cây bonsai là 10, cái mí rễ là 12. Rồi. Hoành cũng 19. Thì mình thấy cái này là dao động từ 18 tới 20 19. Đi ha quý vị. Cây này 22, 23. Nó có luôn. Cây 23 luôn nhưng mà mình báo quý vị ha. Cũng từ 18 tới 20 nhưng mà chung là trừ hao có hơn không chứ không thiếu cái đó 23. 22 luôn ha quý vị. Đó, cụ đế nè. Đế dữ lắm anh em. Hết sức luôn, giá cực kỳ rẻ quý vị. Rồi 4 cây mã số 6 cũng là 6 cũng triệu luôn. Là 1 triệu luôn ha quý vị. Mã số 7. Chung cây này em cũng lựa đều đều hết mấy anh chị ơi. Quý vị cứ yên tâm ha. Chiều cao 59. Cao 59. Cây cao nhất là 20 đi. Cây đó quyền cũ vậy. Cũng 18 rồi. Như cũ xứ ha. Cũ này tới 31 rồi. Như trang cũ xứ luôn. Đây là nguyên bệt. Thì quanh dao động nó từ 18 tới 20 ha quý vị. Có hơn 20 nhưng mà mình tính nên đợi đi, từ hao cho quý vị yên tâm. Về mua là có hơn không quý vị ơi. Rồi, 4 cây này mã số 7 cũng là 1 triệu luôn. Rồi mã số 7 cũng là 1 triệu luôn quý vị. Mã số 8. Quý vị nào mà mua một cặp hai cây anh vẫn bán không quý vị? Quý vị muốn mua như thế nào có liên hệ anh ha. Giá nếu mà càng nhiều thì càng rẻ quý vị. Chiều cao 55. 18. Cái này 19 quá. Rồi. Cũ này 34 đó. Rồi. 20, 21 rồi. Cái này 22 hoành hơn rồi. Luôn. Đây, cái này nguyên cũ chà bá luôn. Cũ nào cũ nấy giống như cũ sứ quá vậy. Cũ bự lắm. Giá luôn à. 4 cây này cũng 1 triệu luôn. Rồi 4 cây 1 triệu luôn quý vị. Cái đồng giá ha. Quý vị thích cái lô mã số mấy có liên hệ với anh ha. Cái mã số 9. Chiều cao 69. Cao 69 quý vị. Hoành thang 21, 22 hoành. Có cây này 18 hoành là nhỏ nhất. Thì mình cũng có nói với quý vị ha. Hoành nó dao động từ 18 tới 20. Mà thực tế trong đó là nó có trừ hao ráo à. Có dư không quý vị chứ không có thiếu cái thông số ha. Cây lùng nhất là 49. Chiều cao.
Rồi giá luôn anh. 4 cây mã số 9 này cũng 1 triệu luôn. Rồi 4 cây mã số 9 cũng là 1 triệu luôn quý vị. Mã số 10. Cao 60. Cao 60 quý vị. Rồi, được rồi anh. Nó cũng ngang ngửa tầm giữa đồng từ 50 tới 60 đi chiều cao. Bình thân 22 đó. Bình thân 22 quý vị, thấy cũ ha. Chèn cây nào mấy cũ xứ cũng quý vị ơi. Cây này 19 và 19 tới 22 á. Rồi. Rồi giá luôn anh. 4 cây mã số 10 này cũng 1 triệu luôn. Rồi mã số 10 cũng là 1 triệu. Nay là mấy mà vàng combo là hình thức là đồng giá hết không quý vị? Rồi em lựa đồng đồng cây hết à. Cây nào cũng nguyên cây. Đầu vô trong. Rồi vô trong là tứ quý quý vị. Vô trong là tứ quý mà vàng cũng có không quý vị? Đã, cũng nhiều quá anh. Còn mấy combo mà vàng. Mã số 11 cũng là 4 cây luôn. Có cây đó chi tàn đều quá quý vị. Rồi chiều cao lấy cái cây thấp đi anh, cây thấp cây cao đi. Có trong cái này ba có cây nó hơi siêu siêu. 37 chiều cao. Cái này 42 chiều cao. Quỳnh thăng 23. Rồi. Cái này 22 quỳnh. Rồi. Cái này 18 quỳnh. Rồi thì nó dao động giống như mình nói không có gì. Cái này nguyên thú lết luôn, nguyên bộ đế luôn có gì. Cái này một cây 18 còn nhiêu tới 22 23 quỳnh. Nguyên thú lết chân chịu rất là bự ha. Còn cây trực tài cạnh nó quá đều quá vậy. Rồi, combo 11 này 4 cây cũng là 1 triệu. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi mã 12. Chiều cao 60. Cao 60 quý vị. Cái này 21 quá. Rồi. Cái này nhỏ cái nhất này là 17 quá. 18 quá. Rồi 18 quý vị. 18 tới 21, con cây nhỏ nhất là 18 thôi. Rồi giá luôn anh. Cũng 1 triệu luôn, 4 triệu luôn. Đồng giá hôm nay hết là không có gì. Giá rất rẻ ha. Mã số 12. Mã số 13. Đo cái lùm nhất là 27 chiều cao. Rồi. Cao nhất là 85. Quỳnh thân cây này 16. Cây này 17. Này 22 quỳnh. 22 quỳnh. 16 tới 22 quý vị. Rồi 4 cây này cũng 1 triệu luôn. Mã 13. Rồi mã 13 4 cây cũng là 1 triệu luôn quý vị. Mã 14. Chiều cao 32. Cái này
59 chiều cao. Rồi. Quần thân 17. 17 nhưng mà cái cũ này có gì? Hết hồn ha, nó đặc hết luôn ha có gì. Cái này 21 rồi. Có hơn. Cái nào đây cũ. Cái này mình xuống nữa có gì. Rồi 14 có giá luôn anh. Mã 14 cũng 1 triệu luôn. Rồi mã 14 1 triệu có gì. Chiều cao 80. Cao 80 quý vị. Cái bonsai này chiều cao 15. Rồi. Bình thân 20. Rồi. 17. Cổ đế do luôn. Đế 31 là 17 tới 20 quý vị. Bù ra kéo lại ha. Cái này đẹp. Giá luôn à. Đẹp rồi. Rồi mã 15 này là cũng 1 triệu luôn. Rồi mã 15 cũng là 1 triệu luôn quý vị. Đẹp mà rẻ. Tiền nào hôm nay quý vị ơi. Này giá bao phí ship nữa, khoảng 16 gram 2 cây. Chiều cao 45. Chiều cao 45. Cái này cao 56. Quần thân đây 27. Chạc nhãn miếng nè, đo cũ luôn nè. Cũ này tới 39 nè. Cũ 39 không có gì. Cái này 22 quần. Rồi. Cũ này cũng 39 40 luôn. Rồi. Hai cây này đẹp lắm. Giá luôn anh. Rồi hai cây này 1 triệu. Rồi, mã 16, hai cây 1 triệu. Mã 17, 4 cây mini. Thân 14. Hoành thân 14 quý vị. Cây nào cũng 14, 13. Rồi nó dao động từ 13 tới 14 đi anh. Rồi mã 17 có giá luôn anh. 17 này 600 ngàn, 4 cây. 4 cây 600 ngàn, bao phí ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo là tứ quý. Rồi, có 3 cây tứ quý. Mã 18 là tứ quý vị. Cái này bonsai quý vị, quý hàng bonsai. Chiều cao 36. Cao 36 quý vị. Mình thang đo ngay đây. 34 áp nhẹ cái nam. Rồi vị trí này tới 39. 39 quý vị. Chiều sổ anh. Đổ 38. Rồi. Đế lật không hấu vậy. Thì về quý vị ép chậu lại gom đế lại ha. Giá luôn anh, mã 18 phôi tới quý. 6 triệu 2. Mã 18 phôi tới quý 6 triệu 2 quý vị. Mã 19. Chiều cao 49 đi. Cao 49 quý vị. Rồi, thang 40. 40. Nó có cái chị tử nữa ha quý vị. Cây con. Chị 6 được 33. Rồi. Mình kính bầu 150 đi. Rồi. Giá luôn anh. Cái này 6 triệu. Rồi mã 19 6 triệu. Mã 20. Đây coi chừng các bạn dập trứng chân đó.
Rồi mã 20. Chiều cao 50. Cao 50 quý vị. Hình thang 34. Rồi. Trên lúc trên 34 hoành lúc trên, chạc nhẹ. Rồi xuống tới đây tới 43 là. 43. 6. Chỗ 36. Rồi. Hình kính bầu 50. Tổng rồi đến 104. Rồi. Rồi mã 20 có giá luôn anh Vũ ơi. Mã 20 6,5 triệu. Mã 20 6,5 triệu quý vị, cũng là cây cuối clip ha. Rồi cuối clip. Cuối clip mình cũng thay mặt Vũ ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu xem hết video ha. Quý vị xem hoạch nhãn alo trực tiếp Vũ quý vị. Xin chào, hẹn quý vị video tiếp theo.